Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Tài Nhà Đất. Đây là kênh chuyên giới thiệu nhà đất tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngoài nhận ký gửi, giới thiệu nhà đất, bên em còn nhận làm các dịch vụ giấy tờ, pháp lý nhà đất trong địa phận thị xã Phú Mỹ. Nếu mọi người cần cứ gọi bên em ạ. Và trước mặt mọi người là lô đất em muốn giới thiệu hôm nay. Lô đất này tọa lạc tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Với tổng diện tích là 150m², trong đó có sẵn 60m² đất thổ cư, ngang 5, dài 30. Về vị trí, hiện lô đất này nằm ngay trên mặt tiền đường Bùi Đình Túy và đây là một trong những tuyến đường chính yếu trong phường Hắc Dịch. Một đầu đường này nối thẳng ra Ủy ban Nhân dân phường, đầu còn lại nối trực tiếp vào đại lộ Võ Văn Kiệt. Từ đây ta có thể thuận tiện di chuyển ra quốc lộ 51 để về thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Vũng Tàu hay di chuyển ra các cụm khu công nghiệp lớn trong địa bàn và cảng Cái Mép, Thị Vải. Hướng ngược lại ta di chuyển về hướng trung tâm huyện Châu Đức hay xa hơn ta có thể về Bình Thuận hoặc ra Phan Thiết. Xung quanh đất thì đã có dân cư hiện hữu. Trong bán kính 500m có đầy đủ các tiện ích phục vụ các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Từ trường học các cấp, Ủy ban Nhân dân phường, trung tâm y tế, điện máy xanh, bách hóa xanh hay thế giới di động đều có sẵn hết. Để hiểu rõ hơn về vị trí đất, anh chị có thể tìm hiểu kỹ trên Google Maps. Link vị trí em để dưới phần mô tả của video. Về giấy tờ pháp lý, lô đất này hiện tại đã có sổ hồng riêng, đứng tên một chủ và không có bất kỳ tranh chấp gì hết. Cho nên mọi người có thể yên tâm trong việc mua bán sang tên đổi chủ đối với lô đất này. Về hướng đất, lô đất này thuộc hướng Tây. Về giá bán, hiện tại thì chủ mong muốn bán lô này với giá 2.520.000.000. Nếu anh chị có quan tâm tới lô đất này có thể liên hệ với em qua số 0938 948 023. Cảm ơn mọi người.